Ui giời. Ôi. Ui. Nó mổ cả cái bút ngược cái ớt cắt. Mọi người nhìn này. Ui giời. Kinh nhỉ. Ui ui nó mổ này. Ui bắt đầu con này. Con nào cắn đấy? Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mấy anh em mình lại đi khu vực này. Đấy. Thằng đen đâu nhỉ? Thằng đen bên kia à? Xem mà, sơ cái dọc áp sát vào tường ấy vậy. Gì ấy? Vãi. Ui, quý ấy, ngôi mộ này chả có bài vị của ai này, nhưng mà xây từ đời nào này. Cái gì rắn đâu? Ui hả, rắn đâu? Vườn rải bên kia mày nhìn thấy chưa? Đi sang ra. Nhìn thấy đầu nó hay người nó hay nhau rút vào lỗ rồi đi. Ôi thì nhanh ra không còn cái cục cướp. Đâu? Dẫn đi. Nó chùi lỗ rồi gì? Đâu chỗ à? Đâu? Bỏ lại á? Đâu? Lỗ đâu? Hả? Đâu? Có vết không? Có. Nhận đấy, quý. Xem này quý. Hai lỗ rồi. Mày xem mấy vết nó vừa ấy vào ấy. Rất cái cỏ đó. Đúng mẹ. To không? To. To tầng nào? Dài lắm. Nào. Nó rộng. Mình lấy cho nó dễ. Lắm vãi nhỉ. Không có tí cái bóng mây nào. Khen mưa. Thế làm gì nhá? Sao mà ngắm nghĩa gớm ấy. Phát băng cái này đấy. Cho rộng á. Làm cho nó ấy. Con mẹ cóc à. Ôi. Cóc. Ui. Cái gì? Ui ôi. Ui. Ok. Ui. Ui sao bé tí lại. Thằng này đùa tao à? Con cứ có bằng cổ tay cơ mà. Cổ tay gì? Con lại bé tẹo ấy. Ôi. 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 Cái lỗ đấy nó còn tí bên trong nữa. Ủa. Đúng không bố? Ủa này. Hổ mang con à? Mang này chúa. Ui. Ui mang. Cầm bố sao? Con này cắn được chưa? Cá. Chưa con này chưa cắn được. Cầm cẩn thận mà. Đây mọi người này. Ê. Ôi khá mồm kìa. Chưa cắn được. Nghe bé mà kinh nhé. Kìa. À đào mẹ mà nó này. Đó. Đào. Đó. Ui nhỉ. Chết rồi. Cả hai mũi. Ui. À kia đây. Đây. Cho xốp kia. Đem. Cầm cái đấy. Lấy thùng xốp cho vào xem. Lần mình mọi người này. Được rất mạnh. Vỡ không gì nhỉ? Ui đây cái ổ nó đây quý ạ. Đây còn mấy đuôi nữa cơ mà. Đi. Mày mở rộng cái này ra xem. Bật rộng á. Ui ôi mọi người nè. Nè. Ui. Nó rất là dữ mọi người này. Cắn chưa? Ui con lây cả lên đây nữa này. Này mọi người nhìn chú rắn hổ mang con này. Rất là hung dữ luôn. Bé nó nhất là hay.
ổ chắc cái ít thôi bố nhỉ. Đi xem nào. Đây nó vừa thoa cả ra đây này. Đây. Bố nhỉ? Đó. Hai bên này. Đấy. Cả bên này nữa. Ừ. Đào 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 sấn cái này ra đi. Sợ vào nó. Ừ. Nhẹ nhẹ. Ừ nhẹ nhưng mà ý là mình sấn nó rộng nhá. Ui đây. Đây nữa này. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, hàng trăm cái đầu ông ạ. Đây nữa này. Ui ui. Ui dồi ôi. Đây. Ui một hốc. Kiểu đéo gì nhỉ. Ui dồi lắm thế. Đào đào ra xem. Ui đây quần này quý. Ừ đấy. Ui dồi ôi chỗ này này. Ui ui. Vậy thế nào cũng ngồi ra mẹ con cứ nhìn ra mẹ rồi. Đúng không mày nhìn ra mẹ đúng không. Đúng rồi. Kiểu cái đầu đúng không để làm rộng cái miệng này. Ê, cái mẹ kìa. Đâu, đâu. Ê, cái đầu nó xì ấy. Tôi đúng ấy. Ủa. Chứ còn rắn mẹ kìa. Khoanh, khoanh, khoanh cho ai ra, khoanh cho ai ra. Khoanh chỗ chân bằng bén ấy. Đấy. Cô to đây ai, cô to đây. Bỏ lắm. Cao, thế nào có mẹ con nhìn thấy rồi. Luôn ở dưới đây vào mà. Ủa, to thế này. Lắm rắn con lắm quỷ ạ. Kinh nhỉ. Núc nhà núc nhúc vào trong lắm. Bà này đi quỷ. Đào ra đi, đấy, đấy, dưới kia kìa. Thôi, đào tập trung vào đấy, đấy, đấy từ từ. Chỗ này từ từ. Ui mọi người này, ui rồi này. Ui, ui, hai lỗ à. Ui rồi này. Ui, 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 ui. Sáng này. Ui rồi này. Này, bỏ bỏ xuống rồi bố cho. Ui. Đây, đây, đây. Bố mày quay, là bố mày ra đi. Đấy. Ôi lắm lắm. À. Ui. Ui. Mà đứa có con mẹ kìa. Đưa thỏ ngay sao quý. Đằng sau đi. Chụp người này. Bánh. Con này là chưa cắn được con to nó hơn tí là cắn đấy nhỉ. To hơn tí là cắn được, bọn này mới nở đó. Ui, con kia sao xịt kìa. Con xanh xanh kìa. À. Trông như rắn nước. Đúng rồi. Con xanh xanh à. Mang con. Ui này. Này. Kinh chưa? Thằng đẹp ấy. Này. Bọn này mới lả rồi. Ui cái này về nuôi được ấy. Em nuôi được ấy bố nhỉ? Nuôi được chứ. Nuôi. Cầm nuôi ngồi con ngủ luôn trên kia. Con mẹ kìa. Con đẻ thua, con mẹ thua, con mẹ thua. Ui giời ơi, con mẹ kìa. Con mẹ to đấy. Có phạt luôn. Đây cả nhà này. À, nhìn cái thân của mẹ này. Đấy. Ui giời. Ui giời, vào rồi. Bố chọc vắt vào rồi. Ui ôi. Ui ôi. Ui này. Dã man chưa. Ui nó mổ nhau. Ui ôi này. Ui giời. Ui. Ấy to chưa. Bố đã gủ rồi. Này mọi người. Ui. Trời giận mẹ nó đi bố. Ui giời này. Nên dọc theo cái này. Nhìn. Ừ. Còn trống nhỉ, nó dài kìa. Trống, trống không nó dài. Đừng... Ui, con đẩy tí tí vào hang chưa này. Đấy à. Mổ à. Đấy à. Kinh chưa. Ui đây à. Ui giời. Ui. 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 Này... Tí vào hung hang thôi rồi. Con để đứng lên nó cắm ấy. Ngồi hẳn lên trên trước đấy. Đây này. Ui giời. Ui, ui giời. Coi như hay mình xử lý con mẹ trước đi. Hả? Con mẹ. Cái đầu ở trong đấy đấy. Bắt con mẹ trước không ạ? Ui giời. Mẹ con này. Vãi thật. Ngào. Ui giời. Ui giời. Ôi. Ui. Nó mổ cả cái mũi vực đấy. Ôi cắt. Mọi người nhìn này. Ui giời. Kinh nhỉ. Ui ôi nó mổ rồi. À. Ui cái đầu con mẹ. À. Con nào cắn đấy? Con đấy. Cắn này á? Chờ nó. Nặn đấy. Cho đen lấy kia dây ra, không nó chui ra con. Ui giời mọi người nhìn này. Ừ. Con gì không? Con thích bút không? Không bị gì, không bị gì, không bị gì. Ra rồi. Ra thì đâu nhỉ? Nhặt nó vào. Nhặt vào con. Ui giời mọi người nhìn con mẹ này. Con mẹ, ui dồi ôi bên trong nhiều lắm. Ui cái đầu con mẹ này đi. Ui ở bên trong dã man luôn. Không có gì đâu. Tầm này không có gì.
đứt hàng như này. Này, cầm cầm. Ui giời ôi, cả nhà ơi, lai. Ui giời, hàng nghìn con, kinh nhỉ. Ui giời. Này, này, dã man chưa? Kinh nhỉ. Ui, ô hai con à? Đâu? Đấy, hai con à? Hai con to à? Vâng. Ủa, hai con to rồi. Ôi, nó cả bố cả mẹ rồi. Cho, hay cho mẹ tư lưới, đây à? Cho tư lưới đâu? Ôi. Cho tư lưới quý. Cho tư lưới đi. Cho tư lưới. Tư lưới mình đâu cho vào, đổ đen đổ vào. Sao sao có đổ vào. Ui, đây à. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nhé mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Ui dồi ôi, ui dồi, ui dồi, ui dồi, này, ui dồi ôi này, bao nhiêu con này, hàng vạn con, hàng nghìn con à. Này, cầm cầm nó xem nào. Đây này, đây mọi người này, ui dồi, ui nó đẹp thật. Này, cầm 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 nó quý. Cái móc đồ đi, móc đưa, đưa móc của bố. Kìa, sao? Này, đưa cho túi. Cho túi. Nhanh. Nhìn này bố móc xem. Con mẹ con mẹ. Ui đồ của con mẹ nó quặn lên kìa quý. À. À. Ui giời, nhìn đàn con bên cạnh nó. Ui giời là khoảng trăm lần. Ui giời. Kịp chưa? Này. Ui giời. Ui giời. Ui. Nhìn dã man thật. Ấy con có màu cam kìa ấy. Dã man con ăn luôn này. Đậu vào phất con nào có đấy bành hết này. Dữ nhỉ. Kinh thật. Bé 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 một cằn. Đấy con mẹ. Này cầm cầm. Đây mọi người nhìn này. Con lại tạm. Đây sau chân này. Con một con chạy lên. Hả? Cho vào túi. Cho vào túi. Ừ. Đấy. Một đi chứ. Bắt được con mẹ ra. Ui giời. Ôi, con mẹ hồi sáng à. Ui giời. Cái đầu nó bù thằng nghi nữa. Ôi giời ơi. Mọi người. Ui. Ui. Đưa túi lưới ra đây cho bố đi đen đấy. Ui, này. Nhanh. Ui giời, con mẹ này. Kinh nhỉ. Ừ. Một con nữa mà. Vừa nhìn thấy hai con chạy to mà. Chạy đâu, chạy vào trong rồi. Lắm quỷ. Dạ mà. Từ từ nhé, để tao xem con mẹ đâu nhé. Còn con nữa nhé. Ô. Bới con mẹ ra mình bắt cho nó an toàn. Nó đang bắt nó mổ mẹ đây.
Ui giời. Trên có ngách lên này. Có ngách lên này. Một đàn đấy. Kinh khủng nhào rồi đây. Ui giời, bên này cũng còn này quý ơi. Đấy, ở đây ngách kìa. Mạnh con này. To nữa, đéo đâu nhỉ. Quá vừa ấy, tao nhìn thấy hai con to mà. Chạy góc nào chạy vào sâu trong rồi ấy. Chỉ có thể nằm nó ra nhé. Ôi, vướng cái dưới. Ui dồi ôi. Này, nhìn chỗ con khiếp chưa. Hang động mà. Ừ. Kinh nhỉ. Dã man con nha. Mê cung. Ui dồi, còn tí tí này ra được đây mổ. Bản lăng ấy nhỉ. Ui giời ơi. Mọi người nhìn này. Ui giời. Ui giời. Kinh chưa. Ui giời. Dã man nhỉ. Nhưng mà phải nhìn thấy con kia đâu cơ. Nó cắn bỏ mẹ. Ui giời này. Úi, này. Mọi người nhìn này. Dã man chưa? Tưởng hồ đen to nó mini. Ui, nhanh. Nó để dài ra. Để đứng cho đâm đeo. Ui giời, ui nhiều lắm. Mới càng móc ra càng nhiều này. Ui, có cá nó lâu chăng. Nhau mổ rồi. Đây. Ui, hạt mới này vàng. Nuôi. Nuôi mới cho nó cao quá nhỉ. Con này yếu quá chết rồi. Đè à? Di chuyển đè nhau ừ. Mấy nó nuôi vậy, mấy nó cho nó cao đấy nhỉ. Nhiều lắm, còn nhiều lắm. Đưa tránh ra xem. Đem ngồi tránh. Ua. Cái khủng nhỉ. Con mẹ đi đâu nhỉ? Ui giời là. Con bố đi đâu. Ui giời. Dã man thật. Nhoi nhoi anh ơi. Ừ. Bố vào đi bố. Cho. À, mọi người nhìn này. Ui giời. À. Ừ, con kia đã chạy ra ngoài. Ui lắm lắm. Bố chặt cái rễ cây nhá. Rễ cây thật phát tiếp tục ấy. Ôi con đi sắp chết rồi kìa. Cái nó để mình đào mới một con một vài con mình đào vào phải đấy. Nó nhỏ nhỏ vậy để tránh đâu được. Ui giời là. Ui giời càng. Ui giời này á. À trong kia còn lỗ chắc con mẹ nó ở trong kia nữa rồi. À. Ui. Kìa một cô chạy kìa. Ui giời chân. Ui giời. Ui giời. Ui, ánh màu xanh nghiêng đi nhìn màu xanh luôn nhé. Thế mẹ này hàng bao nhiêu con? Rất nhanh. Bé bé thôi nhưng mà nhanh lắm. Ui vãi thật. Thế tí mà kinh thật. Dữ thì thôi rồi. Ừ, à, quay lại tấn công ngay. Mày giỏi. Có chi khí. Bé mà đã. Úi giời. Đàn này để mà gì. Đấy mọi người. Nó đã cắn một bụp rồi. Kinh thật.
Ủa thế vừa nãy nhìn thấy hai con hay một con? Để hai. Nó cũng cắn vào đây rồi. Hai con khác nhau đây, màu khác nhau đây. Đúng không? Ừ. Dãi. Sao còn mãi, kéo mãi không hết đây. Này. Ui giời này. Này. Mình chụp hàng quá. Phải thử rồi. Túi. Ok, hai con ra đây. À, một con đây. Con này nó bị chết này. Bị kiểu là một trứng nó lả khi con nó lớn lên nó ấy này. Là sau có con yếu con khỏe này. Thế béo à? Lắm thế nhỉ. Chưa con to đâu. Có con to nữa mà. Con. Đúng không? Ơ con nhìn thấy mà. Này, con khỏe thôi. Yếu thôi. Chui đi đâu? Đây à? Nó còn chui tận đây quỳ. Ừ. À, mọi người nhìn này. Ồ. Ui giời. Này. Ui kia kia. Đâu hiểu sao nắm tê nhỉ? Bao nhiêu rồi? Cắn ấy, nó vừa cắn bố đấy. Cắn. Này. Nó vốc. Bố vẫn chưa nhìn thấy con rắn to đâu. Con kia đẹp ấy. Thằng kiểu như con chúa rồi. Hai vảnh đấy đang bò ngoài đấy 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 đấy, đấy như chúa. Ừ. Úi giời. Này là như này. Kinh nhỉ. Ôi. Úi nhưng mà còn nhiều lắm. Đây này họ nhăn thín này. Vẫn nghe tiếng thở thở nó mẹ to ra. Có. Đây một con vẫn trong góc thôi. Đâu. Hai con. Đây, nó chui lên. Úi giời, dạ. Tưởng hai con cơ. Hai con đàn. Đấy. Rất là bé bé thôi nhưng mà rất là rất gì và này nọ. Mỗi con bà chúng mày. Rồi. À, mọi người nhìn này. Bé bé thôi nhưng mà rất gì và này nọ nhé. Ui, còn nhiều lắm. Thế nên trên đấy một nỗi. Úi giời, con này nó còn xiên ra nó mổ. Tông môn mày. Úi giời. À. 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 Kinh chưa? Sao? Xiên ra nó mổ. Kìa, đây là kìa, tử thần của tương lai à. Mũi nhỉ? Úi giời. Này. Bố nào từ trên bố nào cũng con. Nhưng một con nó đẻ ra rất nhiều. Này mọi người nhìn này. Đỉnh chưa? Hồ chúa. Đỉnh chưa? Đấy. Hết chưa bố? Chưa thấy. Vẫn còn cái lỗ trong này. Đó. Đây à. Tuy nhiên, vẫn còn cái lỗ trong này này. Thôi mọi người nhá. Anh em mình sẽ kết thúc video đây để mình sẽ bắt lốt cái ổ này. Đây. Mọi người đen bỏ túi đây cho các bác xem này. Phần nằm dọc này. 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 Ui giời này. Rắn con. Bao nhiêu nhỉ? Anh em mình sẽ kết thúc video đây thôi. Mọi người xem video thì nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team xã ẩm thực vùng cao nhá. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào mọi người nhá.